Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết, nguyên nhân của vụ 40 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm giữ người di cư ở nước này xảy ra vào tháng trước đã được kết luận, đó là do người cầm giữ chìa khóa phòng giam không có mặt tại thời điểm ngọn lửa bùng phát. Chính quyền Mexico cho biết, ngọn lửa bùng phát là do một hoặc nhiều người di cư đốt những tấm đệm mà họ nằm tại trung tâm để phản đối sau khi có thông tin rằng họ sẽ bị trục xuất về nước. Một số chi tiết khác về vụ hỏa hoạn cũng được cung cấp. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến người di cư trong nhiều năm qua tại Mexico xảy ra trong bối cảnh nước này và Mỹ đang tăng cường phối hợp kiểm soát người di cư bất hợp pháp. Một cuộc biểu tình đã diễn ra, họ đốt những tấm nệm của mình và một đám cháy đã bùng phát. Người cầm chìa khóa phòng giam thì lại không ở đó. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng trước, một nhân viên bảo vệ tại trung tâm cho biết nhân viên giám sát khu vực dành cho nam giới bắt đầu rời khỏi trung tâm ngay trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra tổng thống không nêu rõ danh tính hay vị trí công việc của người này tuy nhiên ông hy vọng văn phòng tổng trưởng lý sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra để xác định những người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc Bên công tố cần phải kết thúc các cuộc điều tra và nhanh chóng báo cáo về vụ việc, những gì đã xảy ra, những ai có liên quan, ai phải chịu trách nhiệm cho sự cố này, không được che giấu bất kỳ điều gì. Cho đến nay, 5 người có liên quan đã bị bắt giữ, bao gồm một số nhân viên an ninh và người đại diện của Viện Di cư Quốc gia Mexico. Một lệnh bắt giữ khác vẫn đang chờ xử lý. Viện Di cư Quốc gia Mexico đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến cuộc điều tra hay các vụ bắt giữ hôm qua ngày 11 tháng 4, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê hương ở Guatemala và Honduras.